Xin chào các em, ngày hôm nay tiếp tục được rèn kỹ năng cho các em ôn thi để nộp kỳ một này các em nha. Mà bài tập này cũng khá là hay nha, mà tôi thấy rất nhiều ra nhiều nhiều đề ra nha. Trong đây hay nhất là trong đây tổng cộng có 5 câu các em. Tôi thấy câu mà hay nhất là câu đề nha. Câu đề liên quan đến định lý Talet hệ quả định lý Talet đảo nha, để chứng minh dòng sông và liên quan đến hệ quả Talet. Kiến thức này các em lâu rồi không làm thì các em rất là dễ bị quên ngay câu đề nha. Vậy thì các em quan sát cho đề, tôi sẽ hướng dẫn các em nha. Đề cho nè: cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB ha. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến AXBY nha. Qua một điểm nằm M thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứ ba nha. Rồi làm sao nữa các em? Tiếp theo cắt tiếp tuyến AXBY lần lượt ở C và D, các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại N, chứng minh CD. Ở trong bài này tổng cộng có mấy câu game? 1, 2, 3, 4 câu, 5 câu ha. Vậy thì tôi sẽ vẽ nửa đường tròn trước cho các em này. Tôi vẽ nửa đường tròn trước nha các em. Em quan sát đây nha. Đây là cũng khá là hay đó. Vẽ nửa đường tròn trước nha các em. Đâu tôi dựng đường nửa đường tròn ha. Đường kính AB, đường tròn tâm O nhau mới được. Rồi. Người ta yêu cầu từ A kẻ dựng tiếp tuyến AX, nhà tôi từ A tôi dựng tiếp tuyến AX thẳng lên. Nhà mới ra. Tiếp đấy. Và tiếp tuyến BI luôn, hai tiếp tuyến luôn. Nè. AXBY. Đây là Y nè. Rồi. Người ta nói là lấy điểm M nằm trên nửa đường tròn đó, đúng không? Thuộc nửa đường tròn này. Vậy thì các em phải để ý một chút xíu, khi lấy một điểm nằm trên nó thì đừng bao giờ em lấy vô chính giữa. Và đừng bao giờ em lấy sát vô cái góc này với cái sát vô cái đường thẳng này, gần cái cung cái đường tròn này. Em phải lấy nơi nơi ra một chút xíu nha. Đó. Em để ý kỹ cho thầy nha. Đó. Đó. Ví dụ tôi lấy điểm M nằm đây. Đó. Rồi. Qua một điểm M thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứ ba nha. Vậy thì đây là điểm M, tôi để M ở đây cho mấy đứa coi ha. Mấy đứa quan sát nha. M. Rồi, qua điểm M kẻ tiếp tuyến thứ ba là tôi muốn vẽ được tiếp tuyến chuẩn á thì tôi phải nối OM lại. Tại vì sao? Tại vì tiếp tuyến là một đường thẳng vuông góc với bán kính của đường tròn tại tiếp điểm, đúng không? Đó, thì vì thế tôi để đây để căn vuông góc đây đây. Em hiểu ý tôi nói không? Đó, căn vuông góc cho nó chuẩn vô nha mấy đứa. Đó. Đó, tiếp tuyến là một đường thẳng vuông góc với bán kính, đúng không? Tại tiếp điểm. Căn vuông góc cho tôi nha. Đó, rồi đây tôi kéo thẳng ra đây luôn. Đây là hai tiếp tuyến. Vậy thì bài này lúc này trở lên bài bài có gì? Hai tiếp tuyến cách nhau. Nhớ nha. Rồi. Cách AFB lần lượt ở điểm C và D. Tôi nói điểm C rồi. Đây là điểm C này. Đây là điểm D nha mới được. Nha. Điểm D này. Thấy chưa? Rồi khi làm á thì tự động nối cái này vô là hai tiếp tuyến cách nhau thì bằng nhau này cho tôi. Ký hiệu ngay vô luôn dùng đây nha. Đó. Hai tiếp tuyến cách nhau thì bằng nhau. Được chưa? Đó. Hai gạch cho tôi nha. Rồi, người ta nói là gì? Các đường thẳng AD và BC cách nhau tại M nối luôn nha. Đây. Tại M. Hình tôi vẽ chưa chuẩn hết, tôi để tôi chỉnh một chút xíu, không có vấn đề gì các mấy đứa. Tương đối.
Rồi khi này vẽ là tiếp tuyến nè, nó tiếp tuyến thì vuông góc với bán kính nè. Bây giờ nha, này cũng vậy nó vuông góc với bán kính chứ đâu. Chứng minh CD, đó, mấy em quan sát này, CD nè, mà yêu cầu chứng minh CD ha, bằng AC cộng BD. Rồi em thấy khúc CD không? CD là khúc dài này nè, gồm hai khúc, khúc CM cộng MD, đúng không? Mà CM lại bằng CA, đó, lúc này mình thay CM bằng CA, rồi MD lại bằng BD, vậy lúc này mình thay MD bằng BD, đấy. Vậy thì dẫn đến gì em? CD bằng AC, làm sao em? Cộng BD, nha. Vậy thì mình trình bày như vậy. Đầu tiên em nói vô nè, ta có, nha. Vô nè, ta có CD bằng CM cộng MD, nha. Mà CM này bằng cái gì mới được? CM này bằng AC. Rồi tiếp tục MD, đó. MD này bằng cái gì? Bằng BD hay là DB cũng được. Mở ngoặc ra này, ghi chỗ này cho tôi. Tính chất hai tiếp tuyến khác nhau, nha. Hai tiếp tuyến khác nhau. Nhớ nha. Hai cái tuyến cách nhau thì bằng nhau điểm nó tới tâm là phân giác, từ tâm tới điểm nó là phân giác, ý đó chưa được khai thác nha. Rồi kết luận vậy, đây là kết luận này. Vậy CD bằng AC cộng BD, mở ngoặc ra, đều phải chứng minh nó là cầu A nha. Giờ tôi nói đến cầu B nha. Cầu B là gì? Câu B chứng minh OC vuông góc với OD, các em nối vô nè. OC vuông góc OD. Nối nha nha. Đây, nhiều đường nữa đúng không? Đây. À, khi em nối vô đây thì các em phải khai thác một cái điều rất là quan trọng trong đây là gì? Là cái gì? Bài liên quan đến tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. Nào, em nhớ không? Hai tiếp tuyến cách nhau tại một điểm, điểm đó tới tâm là phân giác. Nha, từ tâm tới điểm nó là phân giác. Đây, từ tâm tới điểm nó là phân giác đây. Đó, đây là hai tiếp tuyến cách nhau nó này mới được. Thì bằng nhau, điểm đó tới tâm là phân giác, từ tâm tới điểm nó là phân giác, có nghĩa là góc O này bằng O này luôn này, và O bên này bằng O bên này này. Mà mình học ngay trong chương trình toán lớp lớp 7 các em, đó người ta có cái gì, có định lý luôn các em, góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù thì bằng 90 độ đó, đúng không? Nhưng mà đây tôi vẫn chứng minh cho các em đọc cho em. À, góc O này nè bằng O bên này này, nha, bây giờ rồi góc O bên kia là góc O bên này này, nha, màu xanh á, hai vòng á, vòng bên này này, tức là một đi, hai đi, ba đi, bốn đi cho mấy đứa, nha. Rồi ta có OC là phân giác đúng không? Đó. Giờ OC là phân giác không? Tính chất hai tiếp tuyến khác nhau đúng không? Đó. Vậy từ đây tôi sẽ làm nhanh cho các em nha, tôi làm chỗ này hơi khá nhanh đó. Rồi tôi trình bày này, ta có góc O2 bằng O1 bằng góc AOM chia 2. Đó. Vì sao vậy? Vì OC là phân giác, nha. Là phân giác qua góc, góc gì em? AOM. Đúng chưa? Đó. Đó. Vì sao nó là phân giác nữa em biết không? Vì đó là OC là gì? Là tính chất hai tiếp tuyến cách nhau. CA và CM là hai tiếp tuyến cách nhau đúng không em? Đúng không em? Hai cái điểm cách nhau tại một điểm, điểm đó tới tâm là phân giác, từ tâm tới điểm nó là phân giác, đó vậy thôi. Đó, O2 bằng O1 bằng AOM chia 2. Rồi tiếp theo nha, O3 này bằng O4 đúng không? Vì sao vậy? Đó, bằng góc MOB chia 2. Đó, cái dạng này trong bài tập rèn kỹ năng tôi đã nói rất nhiều rồi nha. Đó, vì OD là phân giác. À, phân giác góc nào các em? Phân giác góc MOB. Rồi từ đây mình sẽ đi ra nè. Rồi rồi suy ra O2 cộng O3, mình cộng dọc xuống. À, lấy O2 cộng O3 thì em lấy hai cái đuôi cộng nhau,
AOM chia 2 cộng MOB chia 2. Hai này cùng mẫu, giữ mẫu cộng từ này với nhau, được không em? Đó, AOM, AOM và BOM. Em nhìn coi. AOM cộng BOM là AOM mà cộng BOM là hai góc kề bù. Là hai góc kề bù cộng này bằng 180 độ. O2 cộng O3 chính là góc gì em? Góc COD. Nha, đó. 180 chia 2 thì em bằng 90. Kết luận vậy. CO vuông góc với gì em? OD. Mở ngoặc ra cho em. Điều phải chứng minh. Đó, em trình bày vào đây. Quan sát này. Câu C này. Câu C người ta nói cái gì, yêu cầu chứng minh cái gì? Câu C nha. Ở đây tôi nối MN đây nó tí tôi dễ giải thích cho các em ha. Rồi ok. Rồi, bài này nó rối lên lắm ha. Rồi các em quan sát này. Người ta nói yêu cầu chứng minh AC nhân BD bằng AB bình chia 4 nha. Đây vuông cái em vừa chứng minh được vuông cái em ký vuông cho thầy nha. Đó. Rồi giờ quan sát nha mấy đứa. Câu này là câu C. Câu này C. Chứng minh AC nhân BD. Đó, AC nhân BD tôi viết cái này để tôi giải thích cho các em dễ nhìn nha. AC nhân BD bằng AB bình chia 4 nha. Đó, AC nhân BD bằng AB bình chia 4. Đó, hoặc là sau này người ta nói chứng minh AC nhân BD bằng R bình phương. Rồi sau đó có trong sách khoa tôi nhớ một lần là chứng minh khi M di chuyển trên cung BC thì tích AC nhân BD không đổi đó các em. Đó, chứng minh không đổi là chứng minh đưa về những cái gì cố định. Đó là đường tròn, bán kính, đường kính. Đó là cố định nha. Rồi mấy đứa, rất đơn giản các em. Nếu mà em để vậy thì em không thể làm được. Em nhìn AC nhân BD em để vậy thì không bao giờ em làm được hết nha. Em phải để ý nè. AC nhân BD nè, AC này bằng CM. Tôi thay bằng CM, định dạng CM cho mấy đứa con nha. BD bằng cái gì? BD nè, BD bằng MD. Đó, bằng MD. Đó, mà CM nhân MD em nhìn vô cái tam giác vuông này nè. Tam giác vuông COD này thì vẽ hơi cong đi. COD là tam giác này nè. Đây. Đó, tam giác vuông này mới chứng minh vuông nè, đúng không? CM nhân cho MD. Có phải là hai hình chiếu không? Đây là đường cao nè mấy đứa. Đó, tích hai hình chiếu thì chính là bằng cái gì? Hai cái này chính là bằng OM bình phương. Mà OM là bán kính của đường tròn, bán kính có phải là bằng đường kính chia 2 không? Mà bình phương lên có phải là bằng AB bình chia 4 không? Em hiểu ý tôi nói không? Đó, đây là sơ đồ suy nghĩ nha. Rồi mình sẽ giải hoàn chỉnh dưới này nha, tôi ghi giải dưới này ha. Đó, giờ tôi phải giải dưới này nè. Đó, nha. Giờ giờ mình sẽ giải câu C nè, mình giải dưới này ha. Tôi trình bày dưới này đi. Rồi tới đây các em làm sao? Đầu tiên em gì em? Em áp dụng đi. Áp dụng hệ thức lượng. Đó, thức lượng trong tam giác vuông. Trong tam giác vuông COD, mình mới chứng minh CO vuông góc OD rồi đó nha. Rồi, ta có này cái gì? Tích bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu, có nghĩa là OM bình phương bằng gì? Bằng CM nhân MD, đúng không? Rồi mình xuống hàng nè, mà CM này bằng gì em? CA đó, hay là AC đó. Rồi MD này bằng cái gì? MD này bằng BD, đúng không? Đó, rồi rồi OM thì bằng cái gì? Bằng AB chia 2. Bán kính thì bằng đường kính chia 2. Và từ đây các em suy ra được OM lúc này tôi sẽ thay là bằng cái gì? AB chia 2 tất cả bình phương lên. Rồi tôi thay CM bằng CA. Tôi thay MD bằng BD. Đó. Và kết luận vậy. AC nhân BD bằng AB bình lên. Đó, AB bình lên. Hai bình lên bằng mấy? 4. Mở ngoặc ra, điều phải chứng minh. Nha các em. Rồi các em trình bày vào cho thầy. Câu cuối cùng nha. Kế câu cuối nhất. Chứng minh MN song song với AC đúng không? Đó. Đó. Cái điều này rất là căng thẳng nha các em nha. Đó. Muốn làm được bài này các em hội thụ nhiều thứ. Các em khi nói chứng minh song song trong đầu, các em soạn soạn trong đầu ít nhất khoảng được 9 cách chứng minh song song. 9 cách chứng minh song song nha. Nè, cách đầu tiên là gì? Các em còn nhớ không? Cách đầu tiên là gì?
cùng vuông góc này, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc đúng không? Cách thứ hai là cùng song song với đường thẳng thứ ba, cách thứ ba là so le, cách thứ bốn đồng vị, cách thứ năm là hai góc trong cùng phía bù nhau, cách thứ sáu là đường trung bình nhân tam giác, cách thứ bảy là đường trung bình hình thang đúng không? Rồi tính chất hình thành chính nhật, hình thoi, hình vuông đó. Và cách cuối cùng ngày hôm nay rơi cho cách cuối cùng nha. Vì thế đó cho cách cuối cùng rất là khó nha. Vậy trước khi á, trước khi á đất vô, tôi nhắc lại cách cuối cùng là có nhiều em quên, giờ tôi nói thì rất khó nhớ. Em coi cái phần này cho tôi nè, đây nè, đây đây cách cuối cùng này, định lý tam giác đạo, nhớ nha, định lý tam giác đạo. À, mấy đứa coi quan sát kỹ này, định lý tam giác đạo có nghĩa là gì, có nghĩa là gì? Một đường cạnh một đường thẳng nha. Đây ví dụ là MN này, đây MN này, MN thấy không, cắt hai cạnh của tam giác và định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác. Ví dụ là MN cắt tam giác ABC là tại tại hai điểm này, đây cắt cắt hai cạnh tam giác ABC này, đó đoạn thẳng MN cắt tam giác ABC này, đó tại cắt hai cạnh AB và AC này, mà định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ, có nghĩa là em đoạn là AM trên MB đó bằng AN trên NC thì lập tức MN song song với BC. Đây là ý này nè em, ngày hôm nay tôi sẽ vận dụng ý này để chứng minh em đó nhẹ. Rồi muốn mà làm bài này phải sử dụng cách thứ chín, sử dụng định lý tam giác đạo nha. Mà còn một cái cách nữa là gì, ở trong này muốn làm được bài này, thứ nhất vận dụng định lý tam giác đạo và một thêm một ý nữa các em mới làm được nha, là hệ quả tam giác thì các em mới làm được bài này. Vậy thì em muốn chứng minh MN song song với BC các em thì định dạng nha, em muốn chứng minh được MN mà song song với được với AC đó các em thì em phải chứng minh được cái điều này nè, đó thì em phải chứng minh được cái điều này nè, em chứng minh được DM đó, phải chứng minh được điều này, tôi viết cho mấy em coi nha, chứng minh được DM trên MC bằng DN trên NE đó. Nếu em chứng minh được đoạn này nè, đoạn ngắn nè trên đoạn ngắn này nè bằng đoạn ngắn này nè trên đoạn ngắn này nè thì lập tức MN song song AC à, nhớ nhé đó. Nhưng mà vấn đề chứng minh sao mới được mới quan trọng nha. Làm sao chứng minh ra được điều này mới quan trọng, làm sao có tỷ lệ này mới quan trọng. Rồi muốn làm được thì các em nhớ cho tôi, nhớ vào đây, các em hãy nhớ đến hệ quả tam giác, hệ quả tam giác. Em còn nhớ hệ quả tam giác không? Ví dụ nào, tôi nhắc này, em nhớ không? Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại của tam giác thì tạo ra một tam giác mới này, cái tam giác màu đỏ này mới được, có ba cạnh tỷ lệ với tam giác đó cho nhé. Là đoạn này trên đoạn dài này nè bằng đoạn này trên đoạn này nè và bằng đoạn ngang này trên đoạn đáy này nè. Nhưng mà cái bài này liên quan hệ quả tam giác là không phải trường hợp này nha, trường hợp này nó sẽ không cắt nha, nhớ nè, trường hợp này nó sẽ không không cắt trực tiếp đó, không cắt trực tiếp trên hai cạnh mà nó cắt ở ngoài mới được đó, có đường kéo dài cắt ở ngoài đó. Ví dụ như vậy, đây là ABC đi, đây song song này nè, nó cắt ở ngoài mà nha, chứ không cắt trực tiếp như cái hình như nãy đó. Hay bị cắt như thế này đúng không, cắt ở ngoài cái đường kéo dài lên đó. Thì tạo ra một tam giác mới là tam giác này là mới được, có ba cạnh tỷ lệ với tam giác đó cho, đó là cạnh này trên cạnh này bằng cạnh này trên cạnh này bằng cạnh MN trên BC đó. Mình tôi nhắc lại hệ quả tam giác, ai quên thì để ý nghe lại nha. Rồi các em coi nè, tôi nhìn nhìn bạn các em nhìn vô cái đây, em nhìn thấy có cái đồng hồ cát không nè, nhìn đây nè, cái màu đỏ lừ nữa ha, cái màu này nè mấy đứa, giờ tôi sẽ đồ lên cho mấy đứa nhìn dễ nhìn hơn nha. Mấy đứa nhìn lên đây bạn nè, mấy đứa nhìn nè, cái phần màu xanh hai này song song các em, AC song song với BD các em, bản chất là AC song song với BD thôi nha, AC song song với BD quá đơn giản, đi cùng vuông góc với AB đúng không? Thì ở đây mình sẽ suy ra được điều gì nè, cái quan trọng là em nhận xét được cái này em sẽ giải quyết được bài toán này đó, thấy không, hai này song song với nhau nè thì tạo ra một tam giác mới là tam giác này có ba cạnh tỷ lệ với tam giác lá tròn nhà, có nghĩa là gì? DN trên NE, nhìn coi nha, DN trên NE bằng BD trên gì? AC nè, có D D gì? DN nè trên NE nè, có DN trên NE nè, làm sao bằng DM trên MC nè, nhìn nè đó, thông qua đây là hệ quả tam giác nha, hệ quả đó, hệ quả tam giác nha, mình có điều này nha. Mà em nhìn coi BD bằng cái gì, nhìn coi nè, BD bằng DM, tôi thay bằng DM
Cậu thay bằng D mà. Tính chất hai thiết bị khác nhau. AC bằng cái gì? Để mình coi. AC này, AC bằng cái gì? Bằng CM. Có thay bằng CM. CM hay MC nó giống nhau. Em nhìn coi, em nhìn coi. Giống không? Giống không? Giống không? Chứng minh được gì? DN trên NA nè, DN trên NA nè. Bằng DM trên MC nè, đấy. Thì lập tức suy ra này song song. Em hiểu không? Song song thì có điều này, vậy ngược lại có điều này thì lập tức nó làm sao? Song song. Nha, đó. Em hiểu vấn đề nó nói chưa? Vậy thì muốn bài nào bài này thì phải thông qua hệ quả Thales. Nha. Mà muốn áp dụng hệ quả Thales thì phải chứng minh được hai đoạn thẳng song song với nhau. Nhớ kỹ điều này. Nghe. Vậy thì tôi sẽ trình bày hoàn chỉnh bài này trên trên kia cho các em nha. Rồi, đây là cái sơ đồ để mình làm. Rồi, giờ các em quan sát đến cô D. Này, cô D đúng không? Đó, giờ mình trình bày ha. Em làm theo tôi. Giờ trước tiên nè, ta có AC song song với BD. Nha. Ghi vô cho các em. Ta có AC song song với BD. Giải thích các em dễ nghe ha. Vì cùng vuông góc với AB. Tại vì đây là hai thích tuyến các em. Đó. Vì cùng vuông góc với gì em, với AB à, hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau đúng không em? Đó, ở đây áp dụng hệ quả Thales đó. Hệ quả Thales là trong chương trình nó toán nó tán thì hai đấy nha các em. Đó, ta có cái gì các em? Đó. Ta có DN, đó cái sườn ở dưới các em, DN trên NE. Đó, bằng cái gì? DN trên NE bằng gì? Bằng BD. Đó, trên AC. Mà, thấy không? Lợi nhìn hại hai tiếp đến rất nhau chưa? Mà BD này bằng cái gì? Đó, bằng DM. Rồi tiếp tục AC bằng bằng gì? Bằng MC. Vì sao? Chứng minh ngay ở cái những câu A đầu tiên mình đã làm rồi. Vậy từ đây các em suy ra được DN trên NA bằng, lúc này em thay BD các em, thay BD bằng DM đúng không? DM. Phần gì? Thay AC bằng MC. Đó, vậy thì em chứng minh được cái gì đây? DN trên NA là DN trên NA, một đường thẳng cắt hai cạnh đó đâm nhất và định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Đó, bằng DM trên MC. Kết luận vậy. Vậy gì các em? Vậy MN song song với gì em? AC. Mở ngoặc ra. Định lý gì em? Thales đạo. Đó, lý thuyết tôi để dưới này cho mấy đứa nhìn nha. Đó. Thấy chưa? Thấy hay chưa? Đó. Rồi tôi xóa cái này đi cho mấy đứa nha. Nó cũng ngắn các em, thấy không? Đó, con em hiểu rõ bài nè, ok rồi, hiểu rõ bản chất thì nó dễ thôi, đúng không? Nhớ cái này nha, nhớ cái dạng bài tập này nha, nhớ nè, cái câu khó là thường thường nó sẽ nằm bắt chứng minh MN song song đó. Rồi cách chứng minh định lý Thales đạo thì sự rất ít bài tập khai thác được, đó, nên các em rất là dễ quên, đúng không? Đó. Giờ đến câu cuối nè, câu E, câu E nha các em. Câu E là chứng minh CD nhân MN, đúng không? CD nhân MN bằng CM nhân cho DB. Đó. Câu này tôi sẽ lướt nhanh cho các em nha, em quan sát ha. Em quan sát này. Em quan sát. Cái này ra CD nhân MN ra thử kiếm tam giác đồng dạng được không? CD này, CD CDM thẳng hàng không được rồi. CD gì? CD CD gì đây? CD CDM hả? CDM thẳng hàng. Ở đây coi cái đề chút xíu nữa các em. Chứng minh là gì? CD nhân MN, ok bằng CM nhân DB. Rồi tôi ghi lộn cái này chút xíu, sửa lại nha. DB nha. Thấy cái nó thẳng hàng hết là thấy nghi vậy. Rồi vậy thì tôi sẽ đoán nè, đoán tam giác đồng dạng rồi. Còn không được thì coi có Thales, hệ quả Thales rồi có cả nhân lập tỷ lệ là tính chất phân giác nha, rất nhiều thứ trong đó nha. Giờ CDM thẳng hàng không được rồi, giờ tôi bắt CDB. À, CDB được rồi, CDB nha, CDB là tam giác này nè, CDB được cái tam giác này nè em.
Tam giác màu xanh nào. Đó, câu đúng rồi ha. Ok. MNC, tam giác MNC là tam giác này. Ok. Chứng minh hai tam giác này đồng dạng. Nếu mà em nhìn đây này là hai tam giác này, hai tam giác tù hết các em. Tam giác này và tam giác dài này. Thứ nhất là có góc C là góc chung này. Đó, định dạng có cái góc C là góc chung này. Chỉ cần chứng minh một góc bằng nhau thôi lập tức nó đồng dạng. Đồng dạng trường hợp góc góc, đúng không? Có góc C là góc chung rồi. Nha, tôi nói này là tam giác CDB là tam giác lớn này. Đó, chứng minh đồng dạng với tam giác nhỏ này. Đó. Thứ nhất là có góc C là góc chung rồi. Rồi, thôi trời ơi đất êm đấy em. Nếu mà em làm được câu này coi như là bài đó hoàn chỉnh. Nhìn nào. Ở đây các em có hai cách giải, em chọn lựa nha. Một em làm nhớ lý thuyết tốt thì làm nhanh, còn không nhớ lý thuyết tốt làm chậm vẫn thành công. Nhìn nào các em, nhìn nha. MN, em thấy đoạn thẳng MN không? MN song song với AC đúng không, mà AC lại song song với BD mới chứng minh đấy. Nó máy trên đây này này này. MN song song với AC đúng không, mà AC lại song song với BD, vậy hai này song song với nhau đúng không? Mà mình học trong chương trình lớp 8 em còn nhớ cái có cái tính chất này là gì, một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác mà song song với cạnh còn lại của tam giác nha. Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh của tam giác thì tạo ra một tam giác mới đồng dạng với tam giác lá tròn. Nó có tính chất này luôn nha, đồng dạng với tam giác lá tròn nè. Còn nếu mà em nhớ tính chất đó em làm được luôn cho mau nè. Còn không thôi em chứng minh được hai này song song đúng không, hai này song song là mới được, hai này song song rồi đúng không, thì dẫn đến góc M này này các em, góc N này nè, N1 này nè bằng góc B1 này chứ gì nữa, đồng vị, hai này song song lập tức nó đồng vị đúng không. Rồi có góc C này góc chung nè các em, đó góc C1 là góc chung, vậy thì lập tức hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp gì, góc góc được không? Đó, còn tùy các em, có nhiều em chứng minh MN song song với BD kết luận tam giác CME đồng dạng với tam giác CDB được luôn các em, thoải mái nha các em nha. Đó, tại vì lớp 8 mình học có điều này mà đúng không? Còn thích thì em làm, thích làm chứng minh kỹ thì chứng minh góc góc cũng được nha, tùy các em. Nhưng mà trước tiên các em phải chứng minh MN song song với BD trước cho tôi nha. Vậy thì tôi trình bày hoàn chỉnh này cho bài này cho các em nè. Đó, đó trình bày ha, ta có em làm cho tôi. Ta có MN. MN làm sao? MN gì em? MN song song với gì em? Song song với AC, chứng minh trên. Đúng không? Mà AC lại song song với gì em? BD. Đó, chứng minh trên. Vậy từ đây suy ra cái điều gì em? MN song song với BD. Đó, tính chất bắc cầu đúng không? Đó. Vậy hai này song song với nhau nên thầy sẽ làm góc góc luôn nha, kệ liệt kê cho mấy đứa nhìn luôn, nên góc N1 đó còn bằng B1. Còn em nào làm tới đây là kết luận MN song song với BD, suy ra tam giác CMN đồng dạng với tam giác CDB luôn cho thầy, được luôn điều đó nha các em nha, tùy các em nha. Còn đây tôi sẽ làm cách giải đó, nếu em nhớ lý thuyết tốt ok không vấn đề gì hết. Đó rồi, vậy thì giờ mình sẽ xét, tôi làm chậm nha các em, xét tam giác gì em, làm theo cái đề của nó đi, CDB được không, và tam giác CME đúng tỷ lệ nha mấy đứa. Rồi có C1 là góc chung, là chung một góc C đó các em. Đó. Rồi góc tiếp theo là góc N1 bằng góc gì, B1. Vì sao vậy, mới chứng minh trên được chưa. Đó. Rồi tới đây mấy em sang bên này ha. Đó. Vậy từ đây các em suy ra được tam giác CDB đồng dạng với tam giác CME theo trường hợp góc góc. Rồi mình lập tỷ lệ. Đó, ta có tỷ lệ. Nhìn vô đây lập CD. Đó, để cho CD thì lập CD trước. CD trên gì? Đầu thứ nhì trên đầu thứ nhì trên CME. Nhìn sang bên sang phải. À, CME ra đi rồi còn BD chưa viết, viết BD vô. BD, BD là cuối nhì trên cuối nhì trên NM hay là MN giống nhau đúng không? Rồi vậy từ đây các em nhân chéo lên, suy ra CD nhân NM bằng gì? Bằng gì? CD nhân MN bằng BD rồi, bằng BD nhân cho CM, thấy chưa? Điều phải chứng minh. À, câu này cũng bình thường đúng không? À, cái câu này nhất là tôi thấy nhận xét là câu đề đó. Đó. Ví dụ như cái bài này em nói là còn nhiều thứ vấn đề trong đây là các em
Đó, có thể khả năng người ta có thể làm thêm đề, mấy đứa này mấy đứa nhìn có khả năng nào. Đó, đề có thể nối lên một số điều nữa này, đây, có thể nối lên đây, có thể nối xuống đây nha, thấy có nhiều thứ như vậy không. Rồi có thể chứng minh cái tứ giác này là tôi lấy điểm chấm nè, điểm chấm này, đó, điểm y đi, điểm k là chứng minh là hình chữ nhật này. Rồi sau đó có thể nối vô đây là nối vô đây là này, có thể chứng minh được MN vuông góc với IK được luôn cái. Đó, ở đây lúc này em có thể chứng minh IK là đừng trung bình được luôn, đừng trung bình thì xong sau mà kia vuông thì dưới đây cũng vuông, nó có thể chứng minh MN vuông góc IK, người ta có thể thiết kế như vậy nữa kia. Nó rất là hay nha. Đó, nhưng mà để thiết kế tới đây thì mình làm tới đây thôi nha. Đó, các anh chị mày bảo bây giờ hai các em nhớ đăng ký kênh, like share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem.